Kênh Nhà Đức Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý anh chị. Lại là Điền đây. Hôm nay em sẽ xin giới thiệu với anh chị một lô đất nằm ngay xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị. Hiện tại em đang đứng ở đây thì là đường đá anh chị. Đường đá rộng khoảng là 4 mét anh chị. Và cái hướng em đang quay trước mặt anh chị đây là cái hướng đi ra lại tỉnh lộ 329. Nếu từ đây mà ra tỉnh lộ 329 thì cách tầm khoảng là 6 đến 700 mét. Và cái hướng vào trong này á thì là hướng vào khu dân cư nha anh chị. Nói chung thì khu dân cư ở đây thì cũng khá là đông đúc chứ không có thưa nha anh chị. Để chưa có nhà bự bự. Đây, em xin giới thiệu với chị lô đất của mình đây. Đây, đất mình hiện tại là đất đang bỏ trống đó, là cho nhà kế bên người ta trồng cỏ cho bò ăn anh chị. Đây, anh chị thấy từ cái ranh này đó, cái ranh cái cột này đã đó, cái cột bê tông này qua bên giáp với cái nhà này là của mình á. Đất của mình là mặt tiền được 9m7 nha anh chị. Nhưng mà nếu mà tính ra vuông vứt thì là 8 mét thôi. Tại vì cái hậu của mình là 8 mét. Một bên này sâu 33 mét và một bên này là sâu 37 mét. Và có 100 mét thổ cư nha anh chị. Ranh giới đất của mình hiện tại là đã ranh móc rõ ràng nha anh chị. Và sổ đã được chỉnh lý mới hoàn toàn luôn. Sổ năm 2022 luôn anh chị. Từ vị trí đất mình mà ra trung tâm huyện Xuyên Mộc mình á, là cũng như là thị trấn Phước Bửu á, là khoảng tầm 2 cây số chị. Còn mà xuống biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 12-13 km. Chỗ này không khí rất là mát mẻ anh chị. Và nếu mà từ thành phố Hồ Chí Minh mà về xuống tới đây thì khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi đi đường cao tốc anh chị. Mà tiện đường của mình thì đường ô tô đi thoải mái anh chị ha. Rất là rộng, cũng tương đối rộng chứ không rộng lắm. Nhưng mà từ đây mình đi ra tí là mình gặp cái đường nhựa rồi. Gần cái đất mình có một cái đường quy hoạch nằm phía đó, đây cách cái nhà này thôi. Đường đó là sẽ đi nó thông từ tỉnh lộ 328 đến 329 và thông xuống dưới đường Bình Đai của thị trấn Phước Bửu anh chị. Nếu mà nó đường đó nó làm thì từ đây từ đất mình mà chạy xuống thị trấn Phước Bửu thì cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc thì cũng không xa lắm, nó rút gắn quãng đường lại anh chị. Bây giờ mình nếu mà chưa có con đường đó thì mình đi đường này, mình đi ra thẳng ra là tỉnh lộ 329 xong mình rẽ trái á, mình đi về hướng thị trấn đó anh chị. Và hiện tại gia chủ mình cũng đang cần bán miếng đất này với giá là 1.650.000.000 anh chị. Có thương lượng bất giấy tờ. Thì anh chị nào quan tâm đến bất động sản này cứ liên hệ em sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế miếng đất của mình. Em cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại anh chị. Ain't no love, like a real love, but it goes so